Thì 12 giới luật của thiên tâm là cái việc đọc cho nghe bà con. Đây lâu lâu rồi nhắc phải nhắc luôn. Đây 12 giới luật của thiên tâm. Giới thứ nhất: nhân lễ nghĩa trí tính, có hiếu với cha mẹ làm tròn tứ trọng ân, ân tổ tiên, ân đất nước, ân đồng, ân tam bảo, ân đồng bào dân tộc. Đó. Chỉ cần một giới thôi là mình đã thấy là thấy hơi khó rồi đó nha. À, cái này gọi là ân đất nước. Bây giờ toàn là bán nước không chứ đâu có ân với đất nước đâu bà con. Rồi ân với đồng bào dân tộc. Cứ đè dân ra thử một cái là tốn mấy trăm ngàn thử không mà đâu có là gì với dân tộc đâu. Rồi nhân lễ nghĩa chí tín, có hiếu cha mẹ, giờ con đánh cha đánh mẹ quá trời luôn. À, ân với tổ tiên. Cha ông bà cha mẹ để là cục đất hai anh em giết nhau à. Đó là một giới của thiên tâm thôi, là quý vị thấy không phải là đơn giản em, mà làm xong đúng 12 giới quý vị sẽ được về trời. Giới thứ hai: không giết người, tự tử, sát sanh, hại vật, phá thai, nên ăn chay hoặc ăn tam tịnh nhục. Lý do tam tịnh nhục là gì? Trên thế giới những người Mỹ sau này đó, cũng sẽ theo đạo thiên tâm, và những người Phi Châu hay là những người đạo Hồi giáo đó, cũng phải theo đạo thiên tâm Ấn Độ giáo. Thì miễn mình ăn ăn chay thì quá quá xuất sắc rồi, nhưng mà mình đâu có bắt được người ngoại quốc, người ta ăn người ngoại quốc ăn đồ chay được thì họ ăn những cái con gọi là bớt sát sanh thôi là mình đã mừng rồi. Đó. Con gì mà nó đừng nghe, đừng thấy, đừng chỉ, nó dễ hiểu nhất là đừng nhúc nhích là mình được ăn. Cả kiệt nè, ngày hôm nay cũng vẫn là tam tịnh nhục, chưa có ăn chay. Hồi xưa ăn chay trường nhưng mà bây giờ là tam tịnh nhục, sau này á ăn chay lại là vì Kiệt có hoàn cảnh khác. Giới thứ ba: không nói dối, không nói ra nói vào, nói lưỡi hai chiều, gây chia rẽ người khác. Cái này á là hiện giờ trên mạng quá trời luôn á, là xôn xao á, là phạm quá trời luôn rồi. Giới thứ tư: không tham lam, trộm cướp, hối lộ. Cái này hơi căng nè, không có được hối lộ nữa thì đâu không biết. Làm tiền người khác cho vay nặng lãi. Giới thứ tư tức là không có được tham lam, trộm cướp thì và không có được hối lộ nữa đó. Cho nên sau này những người mà làm chức lớn ở trong chính quyền mà lo cho dân đó, chỉ cần làm đúng 12 giới này thôi là người đó sẽ là liêm chính. Giới thứ năm: phải khiêm tốn, không ngã mạn, tự cao, không hận thù, ganh ghét, mưu toan hại người. Cái này thấy nó dễ làm nhưng mà không phải dễ làm. Là vì ở bển ai có chút chức quyền hay chút tiền á, là cứ ăn điên hiếp người khác là tự cao lên nè. Cho nên cái xã hội nó cứ xáo trộn hoài vậy. Giới thứ sáu: không uống rượu, say sưa, nghiện ngập, không cờ bạc. Cái này cũng hơi căng. Tự vì chiều á, là có ăn sòng ở nhà, sáng thì xỉn, chiều say. Việt Nam bây giờ là vậy, mấy đứa nhỏ nhỏ 12-13 tuổi là biết uống rượu hết. Giới thứ bảy: không tà dâm, ngoại tình. Cái này là quá trời luôn. Làm Bình Dương chứ tới giờ ăn cơm trưa cái là vô mấy cái nhà trọ cái là quậy vậy. Giới thứ tám: không sợ nghèo, không sợ già, không sợ bệnh, không sợ chết. Cái này hơi căng đó nghe. Nghèo cũng không được sợ, già cũng không được sợ luôn, bệnh cũng không được sợ luôn. Bệnh là trả nghiệp, rồi chết tức là mình xong một màn này rồi mình đi đóng phim khác thì mình có phim mới thôi, đâu có gì đâu. Đó là giới thứ 8: không sợ nghèo, không sợ già, không sợ bệnh, không sợ chết. Giới thứ 9: không ỷ lại tài sản của cha mẹ hay người khác, không lười biếng. Cái đó không lười biếng mới là quan trọng đó. Giới thứ 10: không kỳ thị, phải hòa đồng với tất cả tôn giáo. Đó, thì đại đạo thiên tâm á, là hòa đồng hết. Còn đạo Phật cái gì cũng chấp chấp. Ô, ông Kiệt nó thờ ông Trần Đạo trên núi, nó là tà. Nó là đạo Phật mà xây nhà thờ tôn giáo ở trên núi, nó là quỷ.
Cho nên cỡ nào á, mấy ông thầy cũng chửi mình, theo tôi thật sự mình không có bị người công giáo chửi nha, họ chỉ không có thích kiệt thôi, không có thích lên núi thôi, chứ họ không có ra mặt chửi như mấy mấy người Phật tử của mình, nó tử mình dữ hơn á. Thứ 11, không mê tín gì đó, không gia nhập đảng phái, hoạt động phi đạo đức, bùa ngải hư ém. Cái này là quá trời Việt Nam luôn. Giới thứ 12 là quan trọng nè, mỗi ngày á, đọc thời kinh và phải ngồi thiền. Thì cách ngồi thiền hồi bữa Kỳ có chỉ rồi đó, tổ chỉ đó là mình quán chiếu cái chữ khổ để cho nó qua cái mùa Covid này. Chữ khổ đâu rồi ta? Đó, chữ khổ, quán chiếu chữ khổ này nè, này của tổ mới có ai làm này nè, quán từ theo cái nét. Tuy là kiệt qua Mỹ năm bảy hồi nhỏ học ở lớp 4 mà tiếng Việt không có rành, nhưng mà mấy vị kêu á là phải cái nét này, thí dụ cái này nó mờ thì mình quán nó mờ mờ, qua đây đậm cái mình quán nó đậm. Cái này cũng giống như tóc tóc chảy đại hàng này, thấy không nữa, tóc chảy đại hàng cái này giống như tóc chữ hát. Thật sự bữa đó kỳ viết cũng viết đà lẹ nó, nhưng mà nó ra được cái chữ này chữ khổ rồi tổ dạy kiệt á. Thì quý vị cứ quán quán từ nét, đầu tiên là quán trên này lên tới đây, giống như lên núi bò lên núi rất là khó, rồi tới đi xuống núi lẹ, rồi bắt đầu tuột dốc, nghĩa là trong cái đường đời của mình có những lúc lên lúc xuống nha, xuống đây cái rồi lên lại, rồi tới qua đây qua một cái khúc nghèo khác, tới đó mình đi đây sai rồi, cái mình đi đây qua khúc nghèo khác rồi qua đây đó, khổ quán chữ khổ, cuộc đời nó vậy đó, lên xuống. Thử cái màu này nó kỳ quá ta, hay là không. Daniel Huyền hỏi ông Biden sau này có xuống địa ngục không chú? Biden cũng là người trên xuống để đóng cái vai xấu, là vai Biden cũng giống như ông đoàn gánh hát vậy, đoàn kịch thì người đóng vai vậy vai gì, nhưng mà trong cái lúc đóng vai á là mình đóng có đúng cái vai của mình hay không, hay là mình lạm quyền, thì chắc là phải xuống địa ngục rồi chứ làm sao khỏi được. Nhiều khi cái người xuống địa ngục không phải là ổng, hay là ai sau lưng đưa tờ giấy cho ổng đọc, đưa đưa hiệu lệnh cho ổng làm vậy đó, là người sau lưng mới quan trọng.